Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 31 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng ngày 31 tháng 8, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dâng hương tại tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình và viếng nghĩa trang liệt sĩ chiến dịch Hòa Bình. Tham dự có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đức Khinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình. Tại tượng đài Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hoa và thắp hương, tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã lãnh đạo nhân dân ta trong cuộc khởi nghĩa cách mạng tháng 8, giành độc lập tự do cho dân tộc. Để thực hiện di nguyện của người, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh hứa với Bác đồng lòng vượt qua những khó khăn thử thách, phát huy ý chí tự lực tự cường, huy động mọi nguồn lực, khai thác các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp. Tại nghĩa trang liệt sĩ chiến dịch Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đã đặt vòng hoa và thắp hương để tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đoàn đã dành một phút mặc niệm và thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ. Ngày 31 tháng 8, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tại hội nghị lần này, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào báo cáo của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm dự kiến khởi công năm 2022, tờ trình số 284 ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo báo cáo và kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 16 ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tờ trình của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, dự thảo đề án của Ban thường vụ tỉnh ủy về sưu tầm nghiên cứu biên soạn bộ sách lịch sử tỉnh Hòa Bình. Tờ trình của Ban dân vận tỉnh ủy, dự thảo báo cáo và kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy, tổng kết 5 năm thực hiện đề án nâng cao chất lượng hiệu quả, thực hiện quy chế dân chủ ở xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2022 và một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là các nội dung quan trọng trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận vào các tờ trình của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, những kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân đạt được, những hạn chế, nguyên nhân hạn chế và đề xuất các giải pháp trong triển khai thực hiện thời gian tới, đồng thời cho ý kiến vào các tờ trình của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Ban dân vận tỉnh ủy, tập trung vào kết cấu nội dung, đặc biệt là giải pháp, mục tiêu đạt được và nhóm nhiệm vụ thời gian tới. Ngày 30 tháng 8, huyện ủy Lương Sơn tổ chức bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố huyện năm 2022. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Cuộc diễn tập diễn ra trong 1,5 ngày với đề mục chuyển lực lượng vũ trang lên các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Theo đánh giá, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Lương Sơn đã làm tốt công tác chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, nhân lực cho cuộc diễn tập. Các nội dung diễn tập thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nội dung và thời gian quy định. Suốt quá trình diễn tập, nhất là ở các phần thực binh, đã đảm bảo an toàn cả về người và vũ khí trang bị. Các tình huống được xử lý linh hoạt, sáng tạo, dứt khoát. Các đơn vị đã có sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, đảm bảo khoa học hiệu quả cao. Trong diễn tập đã kết hợp hiệu quả với công tác dân vận, thông qua xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố huyện Lương Sơn năm 2022 vừa qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị
cần tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ đảng viên nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm trong lãnh đạo điều hành, tập trung huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, vận dụng sát với tình hình thực tế địa bàn, địa phương, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, nhận thức tư tưởng cho lực lượng vũ trang để sẵn sàng chiến đấu trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Huyện Lương Sơn tiếp tục nghiên cứu vận dụng những kinh nghiệm tích lũy được thông qua cuộc diễn tập để áp dụng vào công tác lãnh đạo chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ. Đối với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của huyện trong những năm tiếp theo, đồng thời rút kinh nghiệm và có những giải pháp phù hợp đối với những hạn chế còn tồn tại. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Lương Sơn đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố huyện năm 2022. Để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Lạc đã phối hợp với các xã thị trấn tích cực vận động người sản xuất chuyển đổi diện tích đất lúa, đất rừng kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn của trung ương, của tỉnh và lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, mô hình, dự án để hỗ trợ các hộ gia đình cần chuyển đổi. Đến nay, huyện đã cải tạo được 670 ha vườn tạp trồng các loại cây phù hợp như cam, bưởi, lạc, bí. Mỗi hecta trồng cam, bưởi đến thời kỳ thu hoạch, người dân có thể thu nhập từ 200 đến 400 triệu đồng một hecta một năm. Cho hiệu quả kinh tế cao hơn gấp nhiều lần so với trồng lúa trước đây, nhờ đó tạo nền tảng vững chắc cho tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng phát triển toàn diện và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, người dân được nghỉ 4 ngày, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 9 đến hết ngày mùng 4 tháng 9. Đây là thời điểm thích hợp để các gia đình thực hiện các kế hoạch đi du lịch nghỉ ngơi ngắn và chọn cho mình điểm đến thích hợp. Phản ánh của phóng viên thời sự. Những ngày này, vợ chồng chị Quách Thị Mỹ Lệ ở phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình cùng với các con lên kế hoạch tìm hiểu cho chuyến đi chơi trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh lần này của cả gia đình. Vì sắp bắt đầu vào năm học mới, nên gia đình chị Lệ không lựa chọn các chuyến đi xa dài ngày mà thay vào đó là đến các địa điểm du lịch trong tỉnh. Đà Bắc chính là điểm đến mà gia đình đã lựa chọn cho chuyến đi lần này, bởi đây không chỉ là quê nội của các con mà nơi đây còn được biết đến với nhiều địa điểm du lịch thú vị. Trong dịp nghỉ lễ khá là dài ngày 2 tháng 9 này, cũng đồng thời là chuẩn bị bước vào thêm năm học mới, thì gia đình được nghỉ cũng mong muốn và cũng sẽ tổ chức cho cả gia đình đến thăm quê ông bà nội ở trên Đà Bắc. Chơi với ông bà nội một hôm, sau đó là sẽ tổ chức cho cả nhà lên khu du lịch Hồ Tằm để cho con tham quan, khám phá thiên nhiên và tạo cho các con không khí thoải mái trước khi bước vào năm học mới, coi như là món quà bố mẹ tặng các con, động viên các con để các con cố gắng trong năm học mới này. Việc du lịch tới những điểm gần hay xa với nhiều người không quá quan trọng. Quan trọng là sau chuyến đi, các thành viên trong gia đình thêm thương yêu nhau hơn, mối quan hệ giữa các thành viên trở nên khăng khít bền chặt hơn. Du lịch là một hình thức làm tươi mới cuộc sống và giúp các thành viên trong gia đình người thân cảm thấy thư giãn và gắn kết với nhau hơn. Gia đình em đã định đi du lịch Hồ Tằm ở Đà Bắc, ở ngay trong tỉnh mình thôi cũng gần. Với cả là đi như thế thì gia đình em có thể vừa về nội kết hợp với cả là đi du lịch. Em cảm thấy rất là hào hức, với cả là như thế thì gia đình sẽ gắn kết hơn. Thay vì lựa chọn đi du lịch, nhiều gia đình đã lựa chọn dành thời gian tuyệt vời này bên gia đình của mình, hay lên kế hoạch trở về quê thăm người thân, bạn bè sau một thời gian dài hạn chế di chuyển do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đây là thời điểm thích hợp để mọi người đoàn tụ bên những người thân yêu. Sau khi thời gian dịch bệnh COVID-19 kéo dài, gia đình tôi cũng chưa dám đi chơi, tổ chức đi chơi, du lịch tham quan ở đâu. Sau cái đợt mùng 2 tháng 9 này nó cũng vào cuối tuần và được nghỉ tận 4 ngày như thế, thì gia đình tôi cũng lên kế hoạch là cho các con về quê ngoại ở Phú Thọ. Đối với ở nhà hiện tại thì mong muốn là cũng cho các con đi chơi hoặc là nấu những bữa ăn ngon để chăm sóc gia đình. Và đi về quê thì lâu không về thì cũng muốn thăm mẹ ở quê và các anh chị em ở quê. Trong kỳ nghỉ lễ, mỗi người, mỗi gia đình sẽ có một kế hoạch, một dự định riêng cho mình. Và ngày lễ sẽ càng trở nên ý nghĩa và đầm ấm hơn khi mọi người được gắn kết, chia sẻ yêu thương và cùng nhau có những trải nghiệm thú vị sau những ngày làm việc mệt nhọc, nạp năng lượng để chuẩn bị bước vào những ngày làm việc và học tập mới. Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi cùng nhau. Thưa quý vị và các bạn,
Hưởng ứng chủ trương của chính phủ trong việc thanh toán không dùng tiền mặt, những năm qua công ty Điện lực Hòa Bình đã triển khai việc thu tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian. Đây là phương thức thanh toán hiện đại, giúp ngành điện tối ưu hóa nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, minh bạch hóa các giao dịch và chống thất thu thuế cho nhà nước. Bằng cách sử dụng dịch vụ thanh toán qua các ngân hàng và tổ chức trung gian, khách hàng không tốn chi phí khác mà vẫn chủ động thanh toán mọi lúc mọi nơi một cách an toàn, chính xác. Điều này phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Bà Đoàn Thị Vũ ở tổ 14 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình cho biết, kể từ khi ngành điện thực hiện đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền điện, gia đình đã lựa chọn phương thức thanh toán qua mạng Internet. Mới đầu thao tác còn chưa quen, được nhân viên của ngành điện tới tận nhà hướng dẫn sử dụng. Đến nay, hàng tháng sau khi nhận được tin nhắn của điện lực thông báo số tiền phải thanh toán, bà Vũ có thể dùng điện thoại để thanh toán tiền điện thông qua dịch vụ Internet Banking của ngân hàng sử dụng hình thức thanh toán này. Có cái dịch vụ thu tự động qua ngân hàng thì tôi thấy rất là tiện ích. Thứ nhất là mình không phải đến chỗ đông người. Cái thứ hai là cứ hàng tháng là khi mà nhận được cái thông báo của bên điện có cái số tiền đấy thì là tài khoản thì nó tự trừ đi cho gia đình. Nhất là trong cái thời kỳ mà dịch bệnh thì nó cũng không phải tiếp xúc với ai cả, chúng tôi rất là tiện lợi. Tính đến tháng 7 năm 2022, Điện lực thành phố Hòa Bình có hơn 49.000 khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, đạt tỷ lệ 99,3%. Để đa dạng hóa các phương thức thực hiện thanh toán điện không dùng tiền mặt, Điện lực thành phố Hòa Bình đã ký hợp đồng thu hộ tiền điện với 6 ngân hàng và 8 đơn vị trung gian. Bên cạnh việc nộp tiền điện theo cách truyền thống, khách hàng có thể thanh toán tiền điện bằng nhiều hình thức có ưu thế vượt trội hơn như chuyển khoản, ủy nhiệm chi qua tài khoản tại ngân hàng, thanh toán qua thẻ ATM, ứng dụng thanh toán trên điện thoại di động hoặc dịch vụ ngân hàng điện tử. Thì Điện lực thành phố đã tích cực phối hợp với các đối tác, các tổ chức thanh toán trung gian, các ví điện tử và dành nhiều cái quà tặng giảm giá, quà tặng hấp dẫn cho khách hàng và khi thanh toán tiền điện trên các ứng dụng giao dịch điện tử nhằm tiếp tục đem lại những tiện ích đến với khách hàng. Thời gian tới, Điện lực thành phố tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu là 100% khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt. Mặc dù có những ưu thế rõ ràng, nhưng việc triển khai thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt còn gặp nhiều khó khăn. Tính đến tháng 7 năm 2022, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên địa bàn toàn tỉnh đạt 64,3%, tập trung chủ yếu tại thành phố Hòa Bình. Để tăng tỷ lệ khách hàng sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian tới, công ty Điện lực Hòa Bình tăng cường tuyên truyền để mở rộng khách hàng, đồng thời tiến hành nhiều đợt quảng bá về các tiện ích thanh toán tiền điện qua ngân hàng và đơn vị trung gian dưới nhiều hình thức như treo băng rôn, tuyên truyền trên website, thông báo trên email, mạng xã hội Zalo, Facebook, qua các dịch vụ tin nhắn SMS và vận động khách hàng trực tiếp khi đến giao dịch. Từ tháng 9, 2021, công ty Điện lực Hòa Bình cũng đã thỏa thuận hợp tác với Agribank chi nhánh Hòa Bình thực hiện thanh toán tiền điện thấu chi qua tài khoản. Từ tháng 5, 2022 thì chúng tôi cũng đã hợp tác với hai nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đó là VNPT và Viettel để triển khai cái dịch vụ Mobile Money. Để triển khai các dịch vụ này thì công ty Điện lực Hòa Bình và các đối tác đã tuyên truyền trên một số báo đài địa phương, làm việc trực tiếp với các thôn xã để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng mở tài khoản thanh toán và thực hiện thanh toán tiền điện hàng tháng. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, công ty Điện lực Hòa Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân các nội dung hướng dẫn về an toàn điện, sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền đến khách hàng về cách thức, kỹ năng sử dụng các phương tiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng trong thanh toán tiền điện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Chi tiết về nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình thời sự 19:45 tối hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.
Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phía Nam tỉnh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phía Tây tỉnh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ.